Khánh Ngọc xin mến chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, có một bạn hỏi mình rằng người ta thường nói tuổi 40 ở phụ nữ là mùa xuân thứ hai. Vậy thì mùa xuân thứ hai là gì? Vì sao lại ví von như vậy? Như Khánh Ngọc đã từng chia sẻ, đàn ông và phụ nữ đều có hai giai đoạn có những ham muốn về thể chất cao nhất trong cả cuộc đời. Chẳng hạn như phụ nữ thì có những biến chuyển rất mạnh mẽ ở giai đoạn sau 30 tuổi và kéo dài đến 45 tuổi. Tức là nó trái ngược hoàn toàn với đàn ông. Bước vào tuổi dậy thì cả đàn ông và phụ nữ đều cảm thấy tò mò về cơ thể của mình và những ham muốn khám phá ở lứa tuổi này là rất cao. Với đàn ông ấy thì kéo dài từ nửa cuối tuổi dậy thì cho đến dưới 30 tuổi. Trong khi đó, phụ nữ có một đặc điểm khác biệt là có một khoảng thời gian bị giảm ham muốn, đó là từ 25 đến 30 tuổi. Tuy nhiên thì sau giai đoạn này thì khao khát của phụ nữ bùng lên mạnh mẽ. Hai giai đoạn này bị chia cắt khoảng thời gian chừng 5 năm. Bởi vậy mà giai đoạn sau người ta ví là mùa xuân thứ hai của phụ nữ các bạn ạ. Vậy thì những yếu tố nào tạo nên mùa xuân thứ hai của phụ nữ và đặc điểm nào của những phụ nữ lứa tuổi U40 có những khao khát thể xác cao? Đó là nội dung mà mình sẽ chia sẻ cùng các bạn trong video này nhé. Thứ nhất là những yếu tố nào tạo nên những khao khát của phụ nữ sau tuổi 30. Nó bao gồm hai cơ sở cả tâm lý lẫn sinh lý. Về yếu tố tâm lý thì ở giai đoạn này sau tuổi 30, 40 thì phụ nữ có sự trưởng thành hay còn gọi là viên mãn về mặt tâm lý. Những gánh nặng về chuyện con cái sinh nở đã không còn cản trở và chiếm nhiều thời gian của phụ nữ nữa. Ở tuổi này, phụ nữ mới bắt đầu có ý thức là chăm sóc bản thân nhiều hơn. Ví dụ như họ chăm tập thể dục để giảm cân, để tăng cường sức khỏe. Các bạn thường thấy là chị em sau tuổi 30 rất chăm chỉ đi tập thể thao đúng không ạ? Họ cũng quan tâm hơn đến cái việc ăn uống, không ăn bừa bãi như khi còn trẻ. Đồng thời thì họ cũng thích làm đẹp hơn. Về công việc, về gia đình ở lứa tuổi này, phần lớn là đã ổn định. Phụ nữ ở giai đoạn này, đặc biệt là khi đã 40 tuổi, họ không còn quá nhiều những ham hố về sự nghiệp, nên tinh thần thoải mái hơn, tâm lý thì nhẹ nhàng hơn và muốn được hưởng thụ nhiều hơn. Nói chung ấy thì về mặt tâm lý đối với phụ nữ ở độ tuổi này là rất thoải mái. Nó tạo cho phụ nữ một cái môi trường tốt hơn rất nhiều với giai đoạn dưới tuổi 30. Yếu tố thứ hai đó là sinh lý. Một cái nghiên cứu thuộc Đại học Chicago, Mỹ, họ kết luận rằng phụ nữ ở độ tuổi 40 có nhiều khả năng đạt được cực khoái trong khi ân ái lớn hơn bất kỳ phụ nữ ở độ tuổi nào khác. Và chúng ta biết rằng khi càng đạt được thỏa mãn trong chuyện chăn gối thì nó như một cái bàn đạp, nó thúc đẩy những cái ham muốn của phụ nữ tăng vọt lên cao. Phụ nữ càng thỏa mãn thì tinh thần và sức khỏe càng tốt và đồng thời họ cũng muốn nhiều hơn. Một lý do nữa là nó đến từ thay đổi của đàn ông. Khi còn trẻ thì đàn ông thường ích kỷ hơn trong việc quan hệ chăn gối. Người ta cũng nhận thấy rằng ở các cặp vợ chồng trong độ tuổi sau 40 thì họ thường ít nói hơn nhưng lại rất thấu hiểu nhau về mặt tình dục. Đây cũng là một yếu tố rất thuận lợi cho việc phụ nữ ở giai đoạn này. Thứ ba, đó là những thay đổi về hormone trong cơ thể của phụ nữ. Hệ thống nội tiết tố sinh dục ở nữ sản sinh rất nhanh và mạnh ở giai đoạn này. Nó là kết quả tổng hợp của tất cả những cái yếu tố như tâm lý, sinh lý và điều kiện môi trường tạo nên các bạn ạ. Như vậy, ở trên đây là những yếu tố kết hợp để tạo nên sự khao khát mạnh mẽ ở phụ nữ về ham muốn thể chất trong độ tuổi U40. Thế thì có phải là tất cả phụ nữ U40 nào cũng có khao khát đó không? Tất nhiên là không phải tất cả.
Có những phụ nữ ở độ tuổi này nhưng hoàn cảnh môi trường, điều kiện cuộc sống không cho phép thì nó vẫn hạn chế ham muốn của họ. Như vậy thì ở những người phụ nữ này sẽ không xuất hiện mùa xuân thứ hai các bạn nhé. Và thông qua những cái dấu hiệu bên ngoài thì người ta chỉ ra ba đặc điểm của một phụ nữ U40 mà có ham muốn cao. Tất nhiên những đặc điểm này cũng chỉ là tương đối, nó không chính xác hoàn toàn. Đặc điểm thứ nhất ở những phụ nữ U40 có ham muốn cao đó là họ thích mặc quần áo mỏng, hở hang để lộ cơ thể. Đây là một đặc điểm rất dễ thấy. Người ta đã khảo sát và chứng minh được rằng những phụ nữ thích ăn mặc hở hang thường có động cơ tình dục nhiều hơn, kể cả về số lượng và tần suất đều cao hơn những người khác. Những người có ham muốn quan hệ chăn gối mạnh mẽ thì một cách vô thức họ thích để lộ cơ thể của mình. Phụ nữ có bộ óc tưởng tượng tốt hơn rất nhiều so với nam giới trong chuyện chăn gối. Có hàng trăm những cái tưởng tượng khác nhau của phụ nữ mà người ta liệt kê ra. Thậm chí mà có những cái tưởng tượng vượt xa cả suy đoán của đàn ông. Thay vì nói ra thì phụ nữ tưởng tượng thích tưởng tượng hơn. Và cái việc mà muốn được người khác nhìn thấy sự quyến rũ của cơ thể mình cũng là một trong những cái động cơ để phụ nữ tưởng tượng. Đặc điểm thứ hai chính là tuổi tác như mình đã chia sẻ. Đỉnh cao ham muốn của phụ nữ là ở tuổi 35 cho đến 40 và sau đó nó giảm dần. Người ta ví von ham muốn ở tuổi này mạnh như sói, như hổ là có căn cứ khoa học của nó. Và tất cả cái căn cứ đó mình đã nêu ở phần đầu của video này. Tuy nhiên thì không phải là tất cả, nhưng nó chiếm phần lớn ở nữ giới. Cái đặc điểm thứ ba ở một người phụ nữ U40 có ham muốn cao đó là họ thích ăn đồ ngọt như sô cô la và kem vào ban đêm. Trong cuốn sách Người phụ nữ ăn sô cô la vào lúc nửa đêm của nhà dinh dưỡng học người Nhật Bản, ông ta đã viết rằng sự thèm ăn và ham muốn quan hệ chăn gối của phụ nữ có liên quan mật thiết với nhau. Cụ thể là các trung tâm kiểm soát sự thèm ăn đồ ngọt vào ban đêm và ham muốn ân ái trong não của phụ nữ nằm gần nhau. Đối với những phụ nữ không được thỏa mãn ham muốn thì nó rất dễ hình thành thói quen phụ thuộc vào đồ ngọt trong thời gian ban đêm. Ở đây là thời gian khá là nhạy cảm của cả nam và nữ, phải không ạ? Ở đây là một đặc tính mang tính khoa học nhưng chưa có khảo sát toàn diện nào để chứng minh nó đúng hoàn toàn các bạn ạ. Ngoài những cái đặc điểm này thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy ở một phụ nữ U40 có ham muốn cao, đó là cơ thể cân đối và có sức sống. Những người phụ nữ cao tuổi nhưng có cơ thể săn để có cái cơ thể rất là đẹp hay là săn chắc thì chứng tỏ rằng là họ rất chăm chút cho cơ thể và dinh dưỡng của bản thân. Những người phụ nữ họ ý thức được cái vóc dáng cơ thể là những cái người mà luôn muốn hấp dẫn và quyến rũ đàn ông. Nó cũng là cái cơ sở để mà đánh giá ham muốn của họ. Các bạn thân mến, như vậy là trong chủ đề ngày hôm nay thì mình đã tổng hợp những cái yếu tố cơ bản nhất của một người phụ nữ ở độ tuổi U40 có những ham muốn cao hay còn được gọi là mùa xuân thứ hai ở phụ nữ. Hy vọng là những cái điều này giúp cho đàn ông hiểu hơn về tâm sinh lý của phụ nữ ở độ tuổi này, giúp chúng ta hòa hợp hơn trong chuyện chăn gối các bạn nhé. Chủ đề ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Tạm biệt và hẹn gặp lại.